Ôi sao thế hả? Ôi gì mà đổ khăn nóng quá vậy hả? Mùa này tóc mày làm gì con? Sao có chuyện gì? Ôi hôm đó cái chân là mày giật cả mình nóng quá làm sao tới mẹ yêu nào. Ôi con ngủ thêm đi. Không sao thế hả? Đắp cái mẹ làm gì? Trời ơi, nóng lắm. Nóng lắm, không đắp đâu. Hả? Sao? Nóng. Thôi xuống mẹ nè, xuống đây mẹ nè. Chèo lên đó làm gì? Đâu rồi? Đi đâu đây? Thế mẹ hỏi này, đắp chân cho mẹ làm gì? Hả? Sao? Sao? Ôi, đắp lên làm gì? Nóng. Ủa kìa, nóng mẹ lắm. Sao? Có chuyện gì? Xuống mẹ nói xem nào. Tự nhiên đó cái chân nóng ơi là nóng ấy. Làm sao? Có chuông hả? Chuông mẹ á? Chuông làm sao? Lắc 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 là sao? Sao? Đi gì? Đi với con hả? Ai đi với con? Trời ơi, đi với con rồi. Trời ơi, đóng cửa nhà lại luôn rồi này. Đóng cửa làm gì? Đi với con hả? Đi đâu? Trời ơi, kìa, kìa. Đi đâu nào? Mấy hàng xóm á hả? Mấy hàng xóm lại ồn á hả? Ôi, không sao hết nha. Đâu? Ở nhà bác hàng xóm nó có việc thì tí con hả nha. Không sao đâu con nhé. Ôi, ồn con ngủ không được hả? Trời con nhìn kìa, nhớ bác quá đúng không? Hôm nay không gặp bác rồi đúng không? Ôi. Thôi thôi đừng ra con nha. Đừng có ra, vài hôm nữa mình ra nhé. Khi nào nhà bác xong việc rồi mẹ con qua chơi bác nha. Nhá. Buồn. Không sao. Trời ơi, hở một tí là mong manh quá. Mày bố bác xong việc rồi bác qua rủ con qua chơi với bác nha. Đấy, đấy nhìn qua bác đó hả? Thì bác có việc nên hơi ồn một tí con ạ. Nha.
Không sao cả. Nha, thôi đi vào nhà đi con nhé. Đi vào nhà với mẹ đi. Ai con muốn ở đây hả? Thôi được rồi, đi vào nhà với mẹ nhé. Được chưa nè? Nha, đi hai con. Con lấy khăn bỏ vào phòng đi nha. Cái khăn bỏ vào mà cũng tóc lên đã là mày lấy nhau luôn anh. Đi con, lấy cái khăn tóc vào phòng của con đi. Nào, không nghịch nữa, tắt khăn vào phòng nha. Mình cột tóc ra, mình cột tóc cho nha. Đi đi con, tắt khăn đi. Kéo khăn của con đi con. Đi mở vào phòng đi con. Được chưa? Đây mình cột tóc thế nào? Lên, xong chưa? Đây mình cột tóc chưa? Đây 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 đây, đứng đó thì cột tóc đây nè. Thích quá hả? Đây, đứng đây nè. Cột tóc xinh nha. Mẹ buộc lên một tí là tháo ra mà suốt ngày cứ thích mẹ buộc ấy. Thế nào? Đẹp không? Trời ơi, đẹp quá à. À rồi rồi, đẹp quá, đây đây rồi. Đây nè, xinh không? Xinh quá nha. Rồi con nhìn lên sân đi lấy nhau ăn nha. Đi đi thôi, xuống đi lấy nhau ăn với mẹ ha. Thôi đóng tủ lại, đi lên trên ăn thôi nha. Con lấy ghế con đi ra phía trước ngồi cho mát con. Lấy ghế con. Ừ, đi nè. Ngồi vào nhà con hả con? Ôi. Ôi ngon quá. Ăn chậm thôi. Nào, ăn chậm nào. Bóc vỏ ra đã. Nhả vỏ nho đã con. Nhả vỏ ra đã, con nhồi nhiều không ăn được đâu. Con lại nhả ra hết đấy. Cho mày cái vỏ đi. À con đang nhai hả? Con nhai đi. Đúng rồi, còn nữa không? Ui. Ôi, thấy bác hàng xóm xong việc rồi đấy. Thấy nó im lặng nó dung ly ạ. Mà vẫn chưa qua được đâu con nha. Nhà bác còn nhiều việc lắm ấy. Nha con. Nhả vỏ cho mẹ đi con. Đúng rồi, vỏ mẹ đâu? Cái vỏ của mẹ đâu rồi? À con đang nhai hả? Đang nhai thì cho mẹ cái vỏ. Đúng rồi. Đấy. Ngon không? Ngon hôm nay ngon quá nhỉ. Ồ, ngon quá. Con bắt đi. Bắt con bỏ này. Được không? Đúng rồi. Đấy, còn nhả bỏ thấy không? Ngon không? Đưa mẹ bắt cho. Đưa bắt cái nào. Dụ mẹ hả? Đưa cho mẹ giữa chân là bỏ vào tay. Ăn chậm thôi thấy không? Vài quả nó đầy túi rồi thấy chưa? Ừ, nhả vỏ bớt ra đây con. Từ từ đó con, nhả vỏ cho mẹ. Nhả cái vỏ ra. Đó, cho mẹ cái vỏ. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Ờ ngon rồi. Mẹ không bỏ vỏ, mẹ ăn luôn vỏ với mẹ không bỏ đâu. Nè. Dạ. Ờ ngon rồi. Món yêu thích của Ly mà sao không ngon đúng không Ly? Để đấy mà có hôm chê không ăn nho đấy. Vỏ ra coi này, cho mày cái vỏ ra, cho mày cái vỏ ra. Cái vỏ đâu, vỏ mày đâu, đâu rồi cái vỏ, cái vỏ. Cứ ngóng chừng ở bác nhà hỏi thằng sớm
chưa qua được đâu nha, vài hôm nữa. Nhớ bác quá à. Bỏ ăn tiện không? À con bóc hả? Con bóc vỏ này. Đây con bóc vỏ đi. Đây này, bỏ này, bỏ này. Đấy. Ôi. Bóc như thế là hết quả nho à. Này đi bóc quả vỏ như vậy đi. Lấy bóc vỏ này coi. Lấy. Bóc vỏ nho đi. Đấy, đúng rồi. Đây này, này. Đây này. Bạn chưa quen đúng không? À mấy bài hay chơi đó hả? Ôi, Lê chưa đi được máy bay bao giờ ấy đúng không? Chỉ nhìn thôi, sao mà đi được? Mày cũng đã được đi máy bay đâu. Nhà bảo với mẹ chưa? Đấy, thấy không? Ly mẹ dặn này, bây giờ con đi chơi, con qua bên nhà bác hàng xóm bên này con chơi nha. Bác hàng xóm bên đây còn đang bận việc con nhớ. Nghe chưa? Con không được chạy đâu mà bác hàng xóm bên đây chơi nha con. Nghe chưa? Con ăn đi, mẹ vô mẹ khăn giấy mình lau tay cho nha.